Hôm nay em giới thiệu đến quý anh chị một lô đất mặt tiền đường quốc lộ 14, tuyến đường Bắc Nam của anh chị nhé. Từ cái hướng tay em chỉ đây di chuyển ra trung tâm ủy ban huyện thị trấn Nhân Hòa chỉ khoảng 300m thôi quý anh chị nhé. Chúng ta di chuyển lên thị trấn chỉ 300m thôi ạ. Đấy, đường rất là to rộng thông thoáng, quốc lộ 14A, tuyến đường Bắc Nam của anh chị nhé. Đây, khu vực dân cư ở đây kinh doanh buôn bán rất là nhộn nhịp luôn quý anh chị ạ. Khu vực dân cư rất là đông quý anh chị nhé. Đây, còn cái hướng ngược lại đây là chúng ta di chuyển về Đắk Lắk quý anh chị nhé. Đấy, hướng ngược lại đây là chúng ta di chuyển về Đắk Lắk. Chúng ta di chuyển về trung tâm thành phố Pleiku, Gia Lai chỉ khoảng hơn 40 km thôi quý anh chị nhé. Vâng, và lô đất của chúng ta bắt đầu từ cái trụ điện đây quý anh chị. Đấy, bắt đầu từ cái trụ điện đây kéo dài sang bên này là 8m quý anh chị nhé. Đấy, 8m mặt tiền đường quốc lộ 14 đây. Đất chúng ta chạy sâu vào là được 74m và có hai mặt tiền đường quý anh chị nhé. Phía sau của chúng ta là có mặt tiền đường và thổ cư của chúng ta thì được 150m thổ cư rồi quý anh chị nhé. Đấy, rất là giá trị luôn. Khu vực này chúng ta có thể kinh doanh buôn bán đều được quý anh chị. Lô đất chúng ta thì có cái hướng là hướng đông quý anh chị nhé. Đấy, rất là đẹp. Và giá thì gia chủ đang chào em bán với giá là đang gửi em bán với giá là 1 tỷ 200 triệu quý anh chị nhé. Vâng, 1 tỷ 200 triệu thì giá còn thương lượng cho chúng ta. Thì quý anh chị nào quan tâm thì nhấc máy gọi điện cho em theo số điện thoại 0822 727 679 và kết bạn Zalo với em nhé. Em sẽ gửi thông tin và tư vấn quý anh chị kỹ hơn, cụ thể hơn quý anh chị nhé. Đấy, quay một vòng quý anh chị chúng ta có thể quan sát. Khu vực này thì dân cư ở rất là đông luôn. Ở đây thì thích hợp với chúng ta kinh doanh buôn bán nhiều mục đích mặt hàng mà chúng ta đều kinh doanh đều phù hợp quý anh chị nhé. Đấy, bắt đầu từ cái cọc đây nhé. Từ cái cọc đây chạy dài sang bên này là 8m. Chiều sâu 74m và có 150m đất ở quý anh chị nhé. Và đất chúng ta là hai mặt tiền đường luôn, mặt tiền trước và mặt tiền sau quý anh chị nhé. Đấy, khu vực này thì đường rất là thẳng và đẹp luôn quý anh chị, con đường rất là bằng phẳng quý anh chị nhé. Vâng, với mức giá 1 tỷ 200 triệu thì giá còn thương lượng cho chúng ta. Quý anh chị nào quan tâm thì cứ gọi điện cho em và kết bạn Zalo nhé. Em sẽ gửi thông tin và tư vấn cụ thể hơn ạ. Vâng, bây giờ em cũng xin phép được kết thúc video ở đây.